Lần đầu tiên cứu hộ chó rừng và chó sói đỏ quý hiếm tại Việt Nam, theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã, tại Việt Nam SVW, loài chó rừng lông, vàng và chó sói đỏ vừa được cứu hộ rất ít khi được bắt gặp trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam. Mới đây, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã, tại Việt Nam SVW, đã xê ứu hộ thành công hai cá thể động vật hoang dã gồm một cá thể chó rừng canis aureus và cá thể còn lại là chó sói đỏ cuôn alpinus hai loài động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được người dân tại nghệ an và sơn la tự nguyện giao nộp theo đại diện trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại việt nam svw thì các nghiên cứu bằng bẫy ảnh hoặc quan sát trong rừng ở việt nam rất ít khi chụp được hoặc bắt gặp hai loài chó soi hoang dã trên nhóm bác sĩ thú y và cán bộ chăm sóc cho biết tình trạng sức khỏe của hai cá thể chó, sói sau khi tiếp nhận không tốt, chó rừng, được người dân cho ăn cháo thịt hoặc gạo nấu, cơ thể gầy, có vết thương ở mắt trái, tình trạng căng thẳng, run rẩy, mất bản năng phòng vệ hoang dã, có biểu hiện gần con người. Sói đỏ, được người dân cho ăn thịt lợn hoặc thịt gà sống, tình trạng con sói yếu, cơ thể gầy gò suy nhược, đi ngoài, mất nhiều nước, viêm da, có dấu hiệu sưng ở đầu do bị xích và bị kéo đi. Hiện, tại. Hai cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã được đưa về trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia Cúc Phương để điều trị thú y và chăm sóc. Tại hộ gia đình của người tự giao nộp còn có khoảng 10 cá thể chó nhà đã được giải cứu từ các lò giết mổ và đang tìm chủ nhân mới cho chúng. Chó rừng lông vàng Canis aureus thường sống ở các khu rừng sâu vùng ven nương rẫy gần các trạng trại hay khu dân cư gần rừng, thuộc động vật rừng nguy cấp quý, hiếm nhóm IIB. Ở Việt Nam, sói rừng là loài cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay, là nguồn gen tự nhiên quý. Chúng có tập tính sống đơn hay sống đôi, khá bạo dạn, chúng có thể sống gần con người, để kiếm ăn, thức ăn của chúng là thú nhỏ, chim, bò sắt, ếch nhái. Chó sói đỏ hay chó sói lửa Sói lửa, sói đỏ quân Alpinus thuộc danh mục danh mục động vật rừng nguy cấp quý, hiếm nhóm IB, chúng đang gặp nguy hiểm bởi tình trạng săn bắn trái phép quá mức của con người cũng như mất đi nguồn thức ăn ngoài môi trường tự nhiên loài sói này có thể gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân vì đã từng có tình trạng ăn thịt da súc chăn nuôi bởi vậy càng có chính sách bảo vệ hợp lý bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại